chào các bạn nha. Các bạn. Hôm nay mình với lại Phúc TV đi tiếp tục đi đặt lú với lại đặt mấy cái cửa ngục tiếp. Tại vì cái clip trước là hai dì cháu đi đặt thấy có cá quá thời ham. Hôm nay mình kiếm được cái đường nước ở trên ruộng người ta khai xuống nữa nè. Rồi hai dì cháu để đặt lú và cửa ngục đó. Bây giờ mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân mình và Phúc TV đi. Cái chà đó là không có cây đường, nó trống dễ hành, chắc là cá cũng nhiều quá.
sợ không có cá. Nguyên cái chơi cho bằng lửa không ai? Kìa. Ôi, cá bằng tâm cách đây. Ủa, cách đây bự quá mọi người ơi. Nè. Quá đã mọi người. Quá đã, được cái rô bự nữa. Đặt, đặt ở dưới rồi. Nè mọi người ơi. Đó, được con cá trê quá trời đã luôn. Ủa, cá trê quá ơi. Chơi đã bạn ơi. Nguyên quá cái chơi rồi. Chừng có cái nhảy vàng cái. Nên bự hơn cùng tay nữa rồi. Hay cháu tới cái lúa này mọi người ơi. Tới nơi mọi người. Lúa đặt ngay cái có cá đô rồi chị.
thành tông. Cá mẹ sạch được con cá trê nữa. Con cá trê vừa vừa bạn. Mày thấy không mày? Con ếch nè. Cửa ngục thứ hai nha bạn. Các bạn theo chân mình nha. Mọi người theo chân mình với Phúc nha. Đi gỡ cái cửa ngục thứ hai. Tại luôn á. Cái cá móc này bận nó bận như sắp bạn cá chơi rồi, nhỏ một xíu à. Như bạn. Cái này thì 4-5 kg luôn rồi. Còn mấy cái nó dính ha. Được con cá lóc quá thì đã luôn. Cá lóc gì con về bự nhất luôn á.